Chết không? Trường cho con đấy cấp này, này sợ vậy. Sợ cứ chạy lên. Cái nó con mái bữa nhỉ. Đấy. Cứ gần là thích rồi. Ở đấy nó có một cành xuống thôi. Chỉ có bẻ cành kia rồi. Nhảy cành ở rễ thì cũng được. Đấy, đúng rồi, tượt tượt xuống là được. Này nghe con cảm giác nó hưng phấn hơn tí. Ăn được cu này có khi phải mất hơn tiếng. Chết rồi.
mang thòng rồi không? Có anh ơi. Trường bảo có khi nó đứng trên đấy nó tàng xuống không? Được cái nha, con mái cứ bay đi tí này về luôn này. Gì đây?